thi công Sikatop siêu 107. Vật liệu: thành phần A dạng nước của Sikatop siêu 107, thành phần B dạng bột của Sikatop siêu 107. Dụng cụ thi công Sikatop siêu 107: chuẩn bị bề mặt thi công Sikatop siêu 107, vệ sinh bề mặt bê tông sạch sẽ bằng bàn chải sắt hoặc máy. Sau đó làm ẩm bề mặt bê tông bằng cách tưới nước bảo hòa bề mặt nhưng tránh để đọng nước. Thi công Sikatop siêu 107, cho từ từ thành phần B bột màu xám vào thành phần A theo tỷ lệ 1 kg thành phần A, 4 kg thành phần B. Dùng khoan trộn điện tốc độ thấp khuấy đều. Thi công Sikatop siêu 107, lớp 1 bằng cọ hoặc bay với định mức 2 kg cho 1 mét vuông một lớp. Sau 4 giờ thi công lớp 2 bằng cọ hoặc bay với định mức 2 kg cho 1 mét vuông một lớp. Hoàn thiện bề mặt bằng bay. Làm đẹp bề mặt bằng miếng xốp. Bảo vệ chống thấm Sikatop siêu 107 trong quá trình thi công cán giữa và dán gạch sau đó. Định mức tiêu thụ Sikatop siêu 107: 4 kg cho 1 mét vuông cho 2 lớp dày 2 mm.